Xin chào các bạn. Cái một mớ cải chua mà bữa mình đi tới nhà cô anh mà vườn bưởi năm rồi nè, của cho mình một mớ cải chua luôn. Thì bây giờ cái cải chua này cổ đã hái và cổ đã giống như là cổ cắt, cổ định để phơi ngoài nắng rồi một ngày rồi, cho nên là mình không cần phải phơi nắng. Thì bây giờ những cái mớ cải chua này á, mớ cải này mình phải làm muối chua nha. Thì bây giờ mời các bạn cùng đi vào bếp với mình để mình chia sẻ cách làm cải chua. Mà cái cách làm cải chua này nó như là mình á, là mình không thích ăn cái gì mà mặn quá hoặc là chua quá. Cái này mình ăn á, giống như nó vừa ăn lắm, vừa giống như hơi chua chua và hơi vừa có độ mặn mặn thôi, chứ ăn mặn quá cũng không có tốt. Cho nên là mình cũng muốn chia sẻ với các bạn luôn. Cái công thức này là cũng có một người chị đi chung với mình á, chỉ chia sẻ với mình, thì mình muốn chia sẻ lại với các bạn luôn ha. Bây giờ cái phần cải này á, thì mình sẽ đi rửa sạch, mình để ráo, rồi mình sẽ chia sẻ với các bạn cái công thức để mà mình ngâm cải nha. Thì cái công thức này các bạn chỉ cần sử dụng là 1 lít nước. Nếu mà 1 lít nước á, thì mình sẽ dùng là 1 muỗng canh muối và là 3 muỗng canh đường. Thì nguyên một cái đống cải này của mình ở đây mình sẽ dùng tới 6 lít nước. Cho nên mình sẽ sử dụng là tất cả là 6 muỗng canh muối và 6 x 3 là 18 muỗng canh đường. Cho nên là mình ở đây mình sẽ bắt một cái nồi nước. Một nồi nước ở đây mình nấu gọi là thực là sôi lên luôn. Rồi mình sẽ đổ hết tất cả những cái phần đường. Mình đổ hết tất cả phần đường và phần muối vào trong cái nồi nước này. Mình nấu thật là sôi luôn nha các bạn. Thật là sôi. Khi mà nước nó sôi rồi đó thì bắt đầu mình sẽ để cái nước này á, nó nguội xuống khoảng chừng 35 đến 40 độ. Mình để cái nước nó nguội xuống khoảng chừng 35 đến 40 độ thì mình sẽ chế cái phần nước đó vào trong cái thau. Thì trong thời gian mà mình chờ đợi cái phần nước này nó sôi á, mình đợi cái nước này nó sôi á, thì bây giờ mình sẽ cho tất cả những cái phần cải này nè vào trong cái hũ này. Thường thường á, khi mình ngâm, mình làm mấy cái món mà ngâm chua hay là mình ngâm tất cả các món gì cũng vậy, tất cả các loại cải hay là củ kiểu hay là năm bất cứ cái gì cũng vậy á, là mình nên dùng cái loại hũ bằng cái thủy tinh này nè, thì nó tốt hơn là mình dùng cái loại hũ nhựa. Cho nên là các bạn nên mua mấy cái loại hũ thủy tinh á, mình ngâm để mình ăn cho nó bảo đảm an toàn sức khỏe của mình và cho gia đình mình. Tất cả những cái phần cải này là mình cứ nhét hết luôn. Khi mình ngâm cái này á, nó nhanh lắm, khoảng chừng 4-5 ngày là mình ăn được rồi. Và khi mà mình thấy cái hũ này của mình á, mà nó bắt đầu á, nó vàng và nó chua, nói chung là cái lúc mình ăn được rồi đó, mình thấy nó không còn màu xanh nữa, mình ăn được rồi đó, thì mình nên cất vào trong tủ lạnh á, mình để mình ăn dần. Thì phần cải chua này á, lúc trước á, mình cũng có làm rồi, thì cái cải chua này á, các bạn có thể đi phơi nắng cũng được, hoặc là không phơi nắng mình làm tươi cũng được, cũng không sao hết trơn đó. Hồi xưa thì là cameraman làm, xong là cameraman chỉ lại cho mình, truyền nghề lại đó các bạn. Bây giờ mình làm hết trơn. Cameraman thích ăn cái món này nè, thích ăn cái món này và nấu canh sườn non á. Còn mình thì thích ăn sống hơn. Sống á, mình giã nước tương nha, tỏi ớt cay cay lên. Xong rồi cái mình lấy cái này mình chấm mình ăn với thịt kho hoặc là cá kho á. Bá cháy luôn, nói tới là thèm luôn, nói tới đói bụng rồi nè. Thì bây giờ mình cũng hên ghê luôn, nguyên một thau này là mình nhét cũng vừa đủ vô cái hũ này luôn rồi các bạn. Thường thường á là người ta ngâm cái cải chua này á là người ta sẽ bỏ thêm cái củ hành tím. Giống như những ai thích ăn hành tím hoặc là hành lá đó, thì sẽ cắt hành tím á, thì mình sẽ thái mỏng ra, và hành lá mình cắt khúc khúc đoạn thường 2-3 đống tay này, mình trộn vào trong cái cải này mình muối chung luôn. Nhưng mà mình á, tụi mình hai chồng mình ít ăn cái hành tím lắm với lại hành lá, cho nên là mình chỉ muối không thôi, là chỉ muối cái phần cải không thôi. Wow, vừa đủ luôn, khít luôn á. Cái hộp này là hộp mình mua ngoài chợ là có 10 mấy đồng à. Cái hũ này nè, hũ này mình mua là có 13-14 đồng thôi, bự chà bá luôn, để dành làm một lần luôn nè. Giờ trong thời gian đó thì mình sẽ đợi nước sôi nó nguội khoảng chừng 35-40 độ thì mình chế vào trong đây nha các bạn. Giờ nước đã nguội, bây giờ mình sẽ đổ hết tất cả các phần nước này vào trong cái lọ nha.
Nhớ là phần nước này á, mình chỉ cần để nó nguội từ khoảng 35 đến 40 độ thôi là mình có thể bỏ vào được rồi. Khi mình để ở ngoài á, mình để ở ngoài á, ở ngoài trên mình để ở ngoài chỗ nào cũng được hết, thì khi mình để khoảng có thể là 3 ngày mình cũng thể ăn được, nhưng mà mình đừng có nên ăn lúc mà nó còn màu xanh. Nói chung để cho nó, để cho nó khi nào nó vàng hết luôn á thì mình ăn, cho nó trung bình là khoảng 4 ngày đi ha. Thì khoảng 4 5 ngày mình ăn. Nếu mình muốn ăn chua hơn nữa thì mình để thêm vài ngày ở ngoài nữa. Mình không muốn nó chua nữa thì mình đem cái hũ đó mình bỏ vào trong tủ lạnh, để cho nó không có bị chua nữa. Và mình cất trong tủ lạnh mình ăn dần dần luôn. Tết rồi, có nguyên một cái hũ này là ăn với thịt kho là bá cháy luôn đó các bạn. Thường thường là lúc Tết mình hay làm vậy nè. Sau khi mình đổ hết nước vào rồi á, các bạn có thể sử dụng một cái bịch ni lông với mình đựng nước ở trong trọng. Nhớ là phải cột chặt để cho cái nước nó đừng có chảy ra ngoài. Hoặc là mình dùng cái dĩa hay cái chén nhỏ để mà mình chặn lên trên cái phần này, để cho cái phần cải của mình á, nó nằm ở dưới nước. Rất là đơn giản và nhanh phải không các bạn? Thế là mình đã có một cái hũ cải chua rồi. Nói chung cái này là mình cũng cảm ơn cô Anh là người đã cho mình một mớ cải cái này để mình về mình làm muối chua nè. Tiếp đến á, mình sẽ đậy nắp thật là kín. Tại vì cái hũ này của mình á, mình cảm nhận là nó không có kín, cho nên là mình sẽ lấy một cái giấy wrap á, mình wrap nó lại rồi mình sẽ làm cho nó kín á, là mình đậy cái nắp lên. Bây giờ mình sẽ wrap lại. Rồi. Mình hy vọng với công thức này thì các bạn sẽ có một cái mẻ cải chua ăn vào mùa Tết nha. Hoặc là mình có thể ăn bất kỳ lúc nào mình thích mà mình muốn làm cải dưa chua như thế này. Video của mình sẽ tạm ngưng ở đây. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nha. Nếu mà các bạn có thích video này, hãy nhớ nhấn like, này chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bye bye. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.